Chào các bác nhá. Bắt được rồi. Cho xem tí nào. Cần cái tí. Đấy. Con bé đâu còn to nữa. To lắm các bạn. Nhỏ lắm nè. Đấy, anh em vừa bắt được con rắn các bác nhá. Xin chào quý vị các bạn đã đến video tiếp theo của Đời Sống 23. Vâng, hôm nay Đời Sống 23 chia sẻ một món ẩm thực của đồng bào dân tộc vùng mình. Vâng, hôm nay mình bắt được con rắn nhá. Cái này chuyển tiêu món rắn quấn lá lốt. Em có thể nhìn thấy con rắn rất là to đấy. Cầm này không sợ đâu mà. Cầm lấy cái. Giờ này nó ngủ. Cẩn thận nhé. Con bé thôi. Đấy. Đấy. Đấy các bạn thấy già chưa? Một lúc không mà lột già tí nhỉ mẹ. Vâng, anh em mình đã là thịt xong nhá. Giờ đến khâu làm sạch thôi. Sạch chân được không? Nhúng qua đi, rửa qua đi. Rửa qua tanh quá mẹ. Không rửa không sao đâu. Nếu mà ăn nắng thì sắp bỏ ổi lên ở mâm hải sản. Con mới được. Đây. Nhà đây. Đây cho lợn. Cho lợn. Đấy, mình mang đi cho đến các bác nhá. Giờ nó muốn làm bộ không bộ ạ. Một thằng ốp là thằng phát tức là túp ạ. Đây nhà mình. Rồi, ở sẵn cá tốt cả. Để sống cho được đây. Chậm lắm. Chậm quá. 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 Chậm không có thời gian đi chở hàng mà làm có đây mới 100 nhỉ không hơn chèo rơi ra ngoài thớt được kìa sao đâu. Được cả cái vẩy nó đi tí sao đâu. Ngay đoạn đấy phải lấy nước nóng luộc qua đi. Vì do cái gì? Nước nóng luộc nên là lọc phát luộc làm ẩm. À, đây là sau khi băm nhỏ các bác nhá. Bây giờ rang cho khô để chín tới tí nữa mình trộn với gia vị để dán lên lá lốt đấy, quần lá lốt đấy. Đây là băm xả này. Chào khán giả các xem nào nhỉ? Xin chào tất cả mọi người, đây đến ẩm thực Hoàng Su Vì. Mình có chuẩn bị, đây là lá lốt nhá, con nhỏ này, đây là lá lốt cuốn này, hành này, đây là rau sống này. Nó chỉ thế thôi, có rau thơm mà. Đây, thì có xào đấy. Không xào thì cho sau đi. Em cho luôn, đang thôi, ra thì rau thơm ấy. Tí nữa, dù sao mình lại chiên nó chả khô hết à? Anh em mình làm chín nhá, bây giờ bỏ ra bát để nguội. Bát đây nữa này. Không sao đâu. Trong dân nhà điện không? Đây, khu xoá này. Khu xoá này. Nó thề cả. Nó thề với nó thấy ý à? Thấy ý mình. Đấy các bạn thấy khói như mút rồi. Mình thấy cái cảm giác thèm này, thơm này. Thơm gần như cả. Dính thế nhỉ? Này. Cái chả. Lá lốt nhá. Đó là... anh Hùng anh là băm nhỏ rồi các bác nhá. Cái này hơi bé lắm nhỉ. Sao sao đây nhỉ? Cho đổ sang đấy đi. Đấy.
Tức là đấy. Đây là hành à. Muối mì cho hết chưa? Gia vị cho đấy. Cho rồi. Cho hạt tiêu chưa? Hạt tiêu có gì? Có. Hạt tiêu rồi. Mình có cho hạt tiêu này, hạt tỏi, tỏi cho ít được rồi vậy. Cho hạt dồi, mặc khén này. Các bạn nhé. Hạt thảo quả các bạn chắc có rất nhiều người không biết đến đâu. Ơ, vâng. Đang ở nhà mà. Cho đây quả xíu nữa đi. Trung Thinh á. Làm gì đấy? À có em bóc luôn nhá. Đây, anh ghi đâu? Đây có mà, quất, thế đâu? Khi pha chế nó phải làm như này, đổ lên lúc mới lọ. Cho vừa trứng thôi các bác nhá, cho nhiều trứng quá mình không cảm nhận được cái vị của thịt rắn đâu. Ăn trứng chiên, trứng rán. Anh em mình chơi bài quấn lá lốt nhá. Quấn đâu rồi các bạn? Cứ cho vào đây đi, cho vào đây đi, anh sẽ chọn. Rồi, đấy. Mình cho vào các bác nhá. Mày đi, bắt đêm đấy. Để nó nóng được. Không, nó nóng cái lần là vừa. Chứ mình bây giờ mình cho nóng quá thì cái lúc lượng mới nó nóng lên thì nóng quá lên thì cháy nó lốt. Hơi nhiều trứng ra. Mới thật già các bác nhá, mới một không già là lúc xả và là nó hơi bị đợt lại đấy, mới này hơi nóng đấy, mới nóng thì mới thật già, mới là cho cục. Không có một tí nào luôn. Ướt có đẹp mà, bố cứ dùng cái máy để pha tẩm. Chứ đây, con đồng pha đó đâu. Chín cơn ta, bố ơi, hai đĩa nhá, ngon lành các bác nhá. Nhìn đâu này, đây. Hai đĩa đây. Đang ngon chưa? Mình thử. Rất là thơm các bác ạ, thơm xả. Thơm gia vị hạt dồi, hạt khén rồi hạt thảo quả. Mình có 7 mâm sắn đây rồi nhà bác nhá. Đây là thịt lợn treo gác bếp các bác này. Món nổi tiếng của vùng cao rồi. Mời tất cả anh em cùng bọn mình ăn cơm nhá. Hôm nay sách con ngang nó có thịt rắn để uống rượu đúng không? Không có thịt rắn.